Chào mừng quay trở lại với Điện tử Đại Thắng. Hôm nay mình có ở đây chiếc Phytech S12 Pro, một chiếc đèn lặn chuyên nghiệp sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, chip LED Cree Q5, thiết kế chắc chắn. Và nếu mọi người cần tìm cho mình một chiếc đèn phải chịu được môi trường áp suất cực lớn ở dưới nước như ở ngoài biển cùng độ sáng cực khủng thì đây là chiếc đèn đấy. Và sản phẩm đang được bán chính hãng tại Điện tử Đại Thắng với giá và chất lượng cùng chế độ bảo hành tốt nhất trên thị trường Việt Nam. Link sản phẩm để mọi người tham khảo ở phần mô tả, hoặc mọi người đến trực tiếp trải nghiệm tại Điện tử Đại Thắng ở Sài Gòn hoặc Hà Nội và cùng đến với phần review chi tiết. Đầu tiên đến với hộp và phụ kiện. Sản phẩm sẽ được đựng trong một chiếc hộp đựng rất chắc chắn. Hộp được làm bằng nhựa nhám, có màu xanh lá, bên trên là hình ảnh của sản phẩm và một vài thông số. Đằng sau hộp là một số cách sử dụng của đèn như công tắc bật tắt, cách sạc pin và có thể sạc ngược cho các thiết bị khác. Tất cả phụ kiện sẽ bao gồm đèn pin, bộ dây cáp của sạc, gioăng cao su thay thế và một lọ chất bôi trơn. Ok, đi vào sản phẩm chính. Thì chúng ta sẽ có được một chiếc đèn trông rất nổi bật với nước sơn màu vàng trên toàn bộ bề mặt vỏ đèn. Và trên tay đèn cũng được làm các đường gân để tăng khả năng chắc chắn khi cầm. Trên tay đèn có logo Phytech, tiêu chuẩn chống nước IP68 và chịu được độ sâu lên đến 120m. Đèn sẽ có hai công tắc, bao gồm một công tắc vàng và một công tắc đen. Công tắc vàng dùng cho hai chế độ sáng tiết kiệm và nhấp nháy, còn công tắc đen sẽ sử dụng cho chế độ sáng mạnh nhất của đèn. Và cả hai công tắc đều có chế độ khóa bằng cách vặn sang bên phải, giúp tránh trường hợp bị bấm nhầm gây tốn pin. Ngay khi cầm vào đèn thì chúng ta sẽ thấy nó không nhẹ như những chiếc đèn pin bình thường khác, mà sẽ cảm nhận được độ đầm chắc của một chiếc đèn pin được thiết kế cho những môi trường phức tạp nhất và rất nhiều gioăng cao su từ phần nắp pin, thân đèn, xóa đèn nhằm cho khả năng chống nước hiệu quả nhất. Đèn cũng được trang bị sẵn dây đeo để chúng ta có thể buộc vào thắt lưng hay móc vào túi, tăng sự chắc chắn. Trái tim của Phytech MI Pro là chip LED Cree Q5 cho cường độ sáng lên đến 1000 lumen, nhiệt màu 6000K, đi kèm tuổi thọ cực kỳ bền bỉ lên đến 100.000 giờ chiếu sáng, giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng. Với cường độ sáng như vậy thì khoảng cách chiếu của đèn lên đến 150m dưới nước trong điều kiện nước trong và 500m khi chiếu trên đất liền. Đèn sẽ có 3 chế độ sáng gồm mạnh, tiết kiệm và nhấp nháy, đa dạng trong nhiều trường hợp khác nhau. Về pin và độ bền của chiếc MI Pro, Phytech MI Pro trang bị pin sạc Lithium dung lượng lên đến 10.600 mAh, cho thời gian hoạt động từ 5 đến 12 giờ tùy chế độ sáng. Thiết kế kín nước hoàn toàn tiêu chuẩn IP68 với công tắc độc quyền của Phytech, đảm bảo hiệu quả chống nước và tuổi thọ cao cho sản phẩm. Chất liệu thân đèn là từ nhựa PC, đầu đèn sử dụng chất liệu thép siêu cứng và được phủ anodize cấp độ 3. Tất cả vật liệu được thiết kế trong các màu của nước biển, chịu được tác động mạnh như va đập dây nước ở độ cao 2m, chịu được áp lực nước với độ sâu hơn 100m. Có thể nói đây là một chiếc đèn lặn chuyên nghiệp có độ bền cao nhất hiện tại, gần như nó có thể chịu được mọi tác động của môi trường xung quanh mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất. Ok, và giờ là phần test thực tế của chiếc MI Pro. Với thông số lý thuyết khủng như trên thì có lẽ không cần nói quá nhiều về độ sáng của MI Pro nữa. Như mọi người thấy thì nó cực kỳ sáng, ánh sáng rất hài hòa. Độ tỏa của tia sáng rất rộng, giúp chúng ta nhìn bao quát xung quanh dễ dàng. Với 1000 lumen thì nó hoàn toàn cân hết các điều kiện trời tối, trong rừng hay đồi núi hang động. Sẽ là một thiếu sót nếu như không test chiếc đèn này ở dưới nước, mình sẽ thả vào bể cá. Và tất nhiên, cá thì vẫn bơi và đèn thì vẫn cứ sáng. Với độ sâu như này thì có lẽ đây không phải là một thử thách đối với chiếc đèn. Kể cả có ngâm từ giờ đến lúc hết pin thì có lẽ cũng chẳng thấm ở đâu cả. Vậy ai là người phù hợp cho sản phẩm này? Thì Phytech MI Pro sẽ dành cho thợ lặn chuyên nghiệp và có thể dùng cho mục đích cứu hộ, cứu nạn, tuần tra lúc mưa bão, hoặc nếu mọi người dùng cho chiều sáng cá nhân, thám hiểm cũng rất ok. Ngoài ra, Điện tử Đại Thắng còn kinh doanh rất nhiều mẫu đèn pin, thiết bị điện tử ống nhòm chính hãng với giá và chất lượng tốt nhất tại Việt Nam. Và Điện tử Đại Thắng là nhà phân phối chính hãng của sản phẩm này. Nếu mọi người quan tâm thì hãy gọi vào hai số hotline đã có trên màn hình. Mọi người nghĩ sao về chiếc MI Pro này thì hãy để lại ý kiến trong phần comment.
Đừng quên đăng ký điện tử Thắng để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.